Chào các bạn, nhiều người nhắn tin hỏi thầy ơi, em bị tê bàn tay mất cảm giác. Ví dụ là thanh niên mà cầm tay bạn gái là không biết là tay bạn gái nhẫn hay là sần sùi hay là nóng hay là lạnh nữa thì làm thế nào? Đây, hôm nay thầy sẽ chỉ cho mọi người cách làm cải thiện sức khỏe của đôi bàn tay. Đấy, bàn tay ta làm nên tất cả mà, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, cho nên là đôi bàn tay rất quan trọng. Mà bàn tay bị tê bì mất cảm giác thì làm thế nào? Nghe và làm thực hành luôn. Đây là hôm qua thầy Vũ Dũng đã chỉ cho các bạn về huyệt thập tiên đúng không? Thập là 10, 10 đầu ngón tay là huyệt thập tiên, thì hôm nay nó bớt đi 2 là chỉ còn có bát thôi. Bát xong đến cửu xong đến thập, hôm nay là bát gọi là 8 thì có nghĩa là 8 cái huyệt. Đấy, xin để thầy chỉ cho các em, đây gọi là huyệt bát tà, là 8 cái huyệt ở kẽ bàn tay, tất cả kẽ bàn tay. Các kẽ bàn tay đây đều là huyệt bát tà. Thì như những người có chuyên môn như thầy hay là bác sĩ Định đây thì sẽ dùng huyệt ba, dùng kim châm vào huyệt bát tà. Nhưng mà mọi người không ăn học chuyên môn, kể cả là bác sĩ Tây y mà không học Đông y cũng không châm được. Thì là không có chuyên môn thì làm thế nào? Rất đơn giản, nó có những cái vật nhọn bán ở thiết bị y tế, vào tác động vào đây, nhọn nhưng không phải nhọn đầu, đầu tròn tù, dây vào kẽ của huyệt bát tà như này, tác động sâu vào, hoặc là dùng ngón tay nghiêng 45 độ tác động vào huyệt bát tà, dây vào đây huyệt bát tà, dây từng kẽ một, dây bấm dọc như kẽ, theo kẽ đi trận lên trên bàn tay này, bấm hai tay cái huyệt bát tà này. Những người bị run tay này, tê tay, buốt tay, mỏi tay, tay mất cảm giác, tác động vào huyệt bát tà này, các bạn tác động cho thầy từ 5 đến 10 phút mỗi một bàn tay, khoảng 5 phút hai bàn tay, 10 phút trong vòng 1 tuần đến 10 ngày, cái đôi bàn tay của các bạn cải thiện cực kỳ tốt luôn. Lúc ấy là ví dụ là có cầm tay người yêu, biết là tay người yêu là nóng hay lạnh sần sùi ngay, lúc ấy mà biết được thì nhắn tin và cảm ơn thầy, nhờ thực hiện theo thầy mà đã cải thiện đôi bàn tay rồi. Đấy, đây là huyệt bát tà. Thì lần trước thầy đã giới thiệu là huyệt thập tuyên, khi các bạn kết hợp huyệt thập tuyên với huyệt bát tà này thì đúng là tuyệt vời luôn. Xong là kết hợp thêm hợp cốc ngư tế. Đấy, xong bắt đầu là đến nội quan, ngoại quan, đến thủ tam lý, nó có từng huyệt một, cho nên là mọi người ấn đăng ký kênh theo dõi thầy, mỗi ngày thầy chia sẻ ra một huyệt thì lúc đó mọi người sẽ kết hợp nó vào thành một hệ thống huyệt của nó. Xong muốn biết thêm alo với thầy, thầy sẽ hướng dẫn cho, thì các bạn có thể tự chăm sóc được cho bản thân của mình tương đối rồi. Tất nhiên những cái mà nó bị nặng quá, bị lâu năm rồi, bị nặng thì không thể tự chăm sóc được thì sẽ nhờ đến bác sĩ, còn những cái đơn giản thì mọi người có thể làm được. Đấy, nếu ai chưa biết thì sẽ liên hệ với thầy sẽ giúp đỡ. Xin chào mọi người.